chân hay cái tim gì đây, còn cái đầu ở đây là miệng đây nè, đó đó giúp giúp cho nó đúng không. Xin chào quý vị và các bạn. Hồi sáng giờ đi công việc nên cũng chưa cho hai em này ăn. Đây là giống chim cút giật lông vàng. Mình cũng mới cho hai em này ăn một ít sâu gạo và thức ăn gà con. Sâu gạo bò bên đó. Và thêm mấy con dế. Cũng chưa kịp cho uống nước luôn, cái chai nước nãy nó dơ quá mình lấy ra mình ngâm nước rồi. Chút nữa mình rửa cho sạch rồi bỏ cho quốc sau. Con đứng bên đó là con trống, con này con mái, hiện thì cũng đang đẻ trứng. Và hôm nay mình có đi ngang cái chỗ mà bán chuyên bán các loại trứng á, chỗ này cũng lớn. Mình ghé vào mình mua 30 trứng chim cút về ấp. Và hôm nay xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một cách ấp trứng chim cút tại nhà mà cũng không cần dùng đến máy mà lại nhanh nở nha. Cái cách này hôm nay á là quý vị chỉ nên áp dụng mùa hè hoặc là những ngày mà nắng nóng á thì mới nở, còn như mùa lạnh lạnh là không nở nha quý vị. Và một cái quan trọng nữa là cách này chỉ áp dụng được với là trứng chim cút lộn thôi. Trứng chim cút lộn ở trong này á, là cái trứng người ta đã ấp có cái phôi rồi, nên quý vị mua về chỉ cần là ủ cho nó ấm lên là tự nhiên nó sẽ nở thôi. Bởi vậy mình mới nói là cách này chỉ áp dụng được với những ngày mùa nắng nóng hoặc mùa hè. Nếu quý vị có làm theo mình á, thì nên mua từ 30 trứng trở lên. Bởi vì mình ấp á, không có thể là nó nở hết được, có thể có một số trứng nó không nở. Vâng, hôm nay mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Vẫn là những cái thùng giấy quen thuộc thôi, tại giờ mình bán tập quá mà để mình nói luôn. Có nhiều bạn coi sâu thì chắc cũng chưa biết, thì thùng giấy mình rất là nhiều. Nếu quý vị không có thùng giấy thì có thể sử dụng thùng mút cũng được, hoặc là nồi niêu xoong chảo bự bự cũng được. Ở trong đây thì mình có để sẵn một cái khăn. Mình tận dụng những cái khăn cũ, áo cũ thôi. Nếu quý vị có điều kiện thì có thể xài đồ mới. Đó, để lớp dưới rồi tiếp đến quý vị cho trứng chim cút vào. Hôm nay thì quý vị nếu mà có làm theo mình thì cũng nên lưu ý là chỉ áp dụng được với là những ngày nắng nóng với là mùa hè. Và còn quan trọng nữa là quý vị nên mua trứng chim cút lộn thì về ấp mới nở nha quý vị. Mình thì có chim cút Thái Lan rồi chim cút giật lông vàng. Hôm nay mình muốn kiếm bầy chim cút công nghiệp nữa. Chim cút công nghiệp thì cái lông nó đen đen quý vị. Thì quý vị xem tivi cũng thấy là nhiều đó. Tân, khi sau khi bỏ trứng vào thì mình sẽ bỏ thêm một cái áo cũ lên đây nữa đó. Áo cũ, khăn cũ gì cũng được. Nếu quý vị và các bạn có điều kiện thì mình có thể xài đồ mới cũng không sao. Rồi, khi đã bỏ trứng vào thì quý vị đậy nắp thùng lại. Và quý vị cũng nhớ cho mình là cách này chỉ áp dụng với những ngày nắng nóng, mùa hè, và chỉ áp dụng được với là trứng chim cút lộn thôi. Rồi mình sẽ để đây và chờ khi nào mà nghe tiếng kêu chip chip thì mình mở ra. Anh hình cưng không quý vị? Đó. Con chim đó còn chim trống đó. Cái cục trắng trắng đó là không phải là phân nha quý vị. Nó là dạng như là nó dư, mình gọi là cái gì, tinh trùng á. Thì nó thảy ra bớt. Tại thường một con chim trống này nó đạp từ 5 con chim mái trở lên. Chứ một con chim mái thì chịu không nổi, lâu lâu mình cũng phải bắt em này ra ngoài chứ không có đạp sói đầu luôn. Vâng, mình xin ngưng video đây để vài bữa nó nở thì mình sẽ quay tiếp luôn, mình sẽ đăng một lượt lên luôn. Rất là bự chứ quý, giống là rất to con, với lại mình nuôi thuần tiết rồi mình dễ bắt lắm, nó dạng lắm, nuôi dạng nuôi kiển mà. Vâng, sau nhiều ngày chờ đợi thì hôm nay những trứng chim cút mình ấp nó đã nở rồi. Trước màn hình quý vị đang xem thì đã có 3 em chui lên trên cái khăn luôn rồi. Có 2 em này thì khô lông rồi nè. Còn em này thì chưa.
Em này còn do xíu mà chưa khô lâm chút nữa thì nó khô thì nó sẽ bự, bằng mấy em này nó sẽ có lông màu vàng, hơi vàng. Tính từ bữa mình up tới ngày hôm nay là ngày thứ 8 nha quý vị. Nếu quý vị và các bạn thích nuôi chim cút thì cứ làm theo mình, mình bảo đảm là sẽ nở 100%. Có nhiều bạn nói là mình ra chợ mình mua chim cút về rồi mình quay mình ghép vô. Nếu bạn nào không tin thì có thể mua trứng về làm cho trang mình, nó sẽ nở thôi. Để mình dỡ lên ở dưới thử còn em nào đâu không nha quý vị. Quá trời luôn. Mình mua 30 trứng. Này có con em đang từ trong vỏ trứng chui ra nữa quý vị. Đó, để mình quay sát cảnh thì không quý vị nói mình xạo nè. Còn những bạn nào nuôi rồi chắc sẽ biết thôi. Đó, nó đang chui từ trong trứng ra nha quý vị. Để em lấy lên luôn cho nó quý vị và các bạn xem. Đây. Đó, này vừa chui ra luôn nha quý vị. Đó. Nếu mua mà chợ chắc gì mà người ta bán những con chim cút vỏ vậy. Nếu quý vị và các bạn nào không tin thì có thể mua về làm theo mình. Và cách này chỉ áp dụng được với là những ngày nắng nóng và mùa hè. Và quý vị lưu ý là chỉ áp được với là trứng chim cút lộn thôi. Đó. Nó đứng chưa vững nữa nè. Còn về những em này thì khô lông mà mình nghĩ chắc này nó nở từ đâu đêm hôm á. Sáng xuống thì giờ nó nở, mình nghe kêu mở ra mình thấy rồi, mình mới lấy máy quay xuống mình quay. Con này thì nở lâu lắm nè, hiện tại thì gần 5 giờ sáng của mình. 2 4 6 8 30 trứng mà nở được 2 4 6 8 10 con. Như trong hình quý vị xem thì 30 trứng đã nở được 10 con. Vậy là cũng đạt các vị. Nói mình nghĩ chắc còn nở nữa chứ không phải là không. Để mình lựa mấy cái vỏ ra bớt các vị. Đây. Quý vị và các bạn nào thích nuôi chim cút thì có thể làm theo cách này. Là sẽ có một bầy chim cút thôi. Đó. Ở đây còn một em dẫn trứng này mới nở ra, nó còn chưa khô nữa đúng không? Em này là như quý vị thấy nè, vừa mới chui ra nè. Lông nó còn ướt mềm luôn rồi đó. Đó, quý vị thấy không? Đó. Còn những em này khô lông nè. Em này chắc cũng ra trước em đó, chắc cả nửa tiếng hay gì nè, vẫn còn ướt nè. Đằng đây còn một trứng nè. Đây quý vị thấy không? Đó. Đang dùng cái miệng để đục cái vỏ trứng nè. Nếp mình là quay thật 100% nha quý vị. Nên quý vị và các bạn nào mà muốn nuôi chim cút á thì cứ làm theo mình. Đó đó, đó là giúp giúp quý vị, để mình quay lại cảnh giúp giúp nè, không quý vị nói mình cứ cắt ghép không là chết luôn. Sao nó im luôn rồi. Cái miệng đó quý vị đó. Này, chân hay tim gì đọc đây nè, biết cái chân hay cái tim gì đây. Còn cái đầu ở đây là miệng đây nè. Đó đó, giúp giúp quý vị đó, thấy không? Đó 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 đó. Nãy dùng cái miệng này từ từ, mình nghĩ con là chắc nửa tiếng nữa nó sẽ ra. Đó đó, cận cảnh luôn nha quý vị. Một trứng y chà. Và đây còn một trứng cũng dùng cái miệng này đó, để mình lấy nét ra sao nó do mình quay đèn láp đó quý vị. Đó, đây đục lỗ rồi nè. Hai trứng nữa nè. Và trứng này thì đây. Để mình quay góc, nó đang dùng cái không lấy nét được, dùng cái miệng đây quý vị, đây chỗ nó nứt nứt nè, nó dùng cái miệng nó để nó khui cái vỏ trứng đó, đó. Nó khui, chỉ cần nó đục cái miệng ra được là lỡ bắt đầu nó đục vòng 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 rồi nó sẽ ra. Đây nó góc này đó, quý vị thấy không? Đó nè, trứng này nữa quý vị, trứng này thì mới thôi. Để lấy nét khó lấy, đây nằm ngay đây nữa, mới vô lên nè. Ở ngoài thì mình nhìn thấy, bên trong quý vị thấy không? Khi mà nó dùng cái miệng á, như con này nè các bạn. Đây, nó đã dùng cái miệng được đó nè. Thì nó chỉ cần cái mỏ nó chui ra thôi là nó sẽ đục quanh cái vỏ trứng này nè. Đó. Rồi nó đạp nó sẽ chui ra y chang cái con này nè, chưa đó. Quý vị và các bạn xem thấy thích thì ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất. Nếu 30 trứng mà nó nở tầm 10 trứng là mình thấy cũng ok rồi.
nếu nó nở thêm nữa thì càng tốt, nó nhiều quá thì cũng nuôi cũng không có chỗ nuôi, cũng cực nữa. Mà mình đã ấp rồi thì nở nhiêu mình nuôi nhiêu thôi. Mình tao nuôi tầm cỡ 10 con là vừa, tại mình còn chim cúc thái rồi chim cúc giật nữa. Đây hai em đây đang nằm đây nè. Đó. Thôi mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn quý vị và các bạn video sau.